Đây ạ. À, đôi loa, không phải đôi loa mà gọi là chiếc loa Center JBL. Thì chiếc này em đã có clip giới thiệu cho bác rồi. Chiếc này em có giới thiệu cho bác rồi mà mức giá của chiếc Center này, đây nhá, con này nó cũng có hai bát này. Hai bát. Một tép chính giữa. Đấy. Vỏ vân sần. À, con này thì giá bình dân cho bác rồi. À, các bác có thể con này các bác có thể làm Center. Ngoài ra thì các bác có những căn phòng tầm 30 mét vuông hay 40 mét vuông mà phòng nhỏ các bác có thể lắp để hát karaoke nhé. Nhé. Lắp treo các góc rất đẹp. À, dòng này thì 1 triệu 980 nghìn một chiếc. Một chiếc thôi nhé. Center nó chỉ dùng một chiếc. Bác nào có điều kiện mua cả đôi còn thích. Đây ạ. Thì hôm trước em đã giới thiệu cho bác rồi. Đây Center JBL L3. Nhé. 200W chở kháng 8 ohm. Đấy. 200W này chở kháng 8 ohm này. Đấy. Ok chưa? Con này thì đấy mức giá 1 triệu 980 nghìn. Thì hôm nay em rỗi rỗi cũng test cho các bác nghe qua cái. Con này các bác có thể đánh trực tiếp bằng đẩy hoặc là đánh thẳng âm ly. Đây em đang đánh thẳng con âm ly này. À, con âm ly này thì báo cáo các bác là hết rồi nhé, không còn nữa. Con B3 này dòng này hết rồi. Đây là của một bác khách sót. Chưa chuyển được cho bác thôi chứ còn không còn bác nhé. Đấy, sau đây mà sẽ test cho bác nhé. Con Center JBL. Bán rồi nhé. Riêng con này các bác nghe nhạc cũng phê mà làm loa center, vừa là loa center. Nếu các bác nào có phòng hát đặt loa center chính giữa, nó vừa làm loa center vừa làm loa kiểm tra cho bác. Có những dòng loa kiểm tra âm đấy, có những con những cái phòng hát lớn, những cái phòng các bác đã đủ 4 loa thì bác đặt con này, nó loa center nằm chính giữa thì các bác sẽ kiểm tra được cái lời hát của các bác luôn, chính nó làm loa kiểm tra luôn được. Đấy. Con này 1 triệu 980 nghìn, chào các bác.